Hello anh em, nãy mới làm mấy lon giờ muốn quắc một câu rồi. Thế anh em cứ hỏi thắc mắc về vấn đề mô hình sắn tọt thì mình nói luôn là cái đó nó liên quan tới nhiều thứ và liên quan tới KB. Nên bây giờ mình sẽ đưa ra cái công thức tạm tính KB để các bạn điền cho nó chính xác. Mình chỉ nói là định mức thôi nha. Thì công thức này là dựa trên cái moment xoắn cực đại. Vì vậy các bạn nào muốn đề bài nhanh thì cứ dòm vô là các bạn biết có hai cái để ảnh hưởng tới cái moment xoắn, đó là KB với lại dòng điện định mức, tức là dòng xả. Thì giờ để tính KB á, thì chúng ta lấy moment xoắn cực đại chia cho dòng điện định mức của cái động cơ. Mình nói về động cơ nha, còn về EQ thì phải liệu cơm gấp mắm nha. Ở đây mình ví dụ như động cơ hệ 72V, dòng xả định mức là 100A, thì nếu mà các bạn đi hệ 84V thì cái dòng xả định mức nó sẽ thấp đi nha. Cụ thể thì chúng ta có là 7.200W định mức chia cho 84 thì sẽ ra được ampe nha. Ampe định mức nha. Cái công thức này mình định nói hoài rồi. Đó, đầu tiên các bạn phải chú ý cái này để chúng nó tính cho đúng hệ đúng KB trên hệ vôn của các bạn nha. Rồi bây giờ mình kiếm cái động cơ có nào có ghi sẵn tọt que mô men xoắn cực đại mát tọt á, để tính cho các bạn coi. Nếu mà động cơ là có ghi thì ngon, không có ghi thì có đo thôi, mà đo thì phức tạp lắm. Động cơ 3.000W hệ 72V thấy không, để có cái mát tọt. Mát tọt của nó là 207 Nm nha. Với động cơ bằng watt, ok. Quay lại dựa trên công thức này thôi. Mát tọt chia cho ampe thôi. Động cơ 3 kg. Để tính coi ampe định mức nó là bao nhiêu. 3 kg hệ 72V. Thì 3 kg chia cho 72 là ra ampe định mức nha. Tôi đây hiểu chưa? Để giờ lấy máy tính tính. Chứ giờ tính hết rồi, không tính nhầm rồi. Ba ngàn chia cho 72 là 41A nha. Đó, dòng xả định mức của nó đó. Thì ampe thì mình làm tròn lên, tại vì vôn càng sục á thì xả phải dòng xả nó phải lớn hơn thì mới đạt được công suất, nên mình làm tròn lên nha. Ở đây 207 Nm chia cho 42 nè, chúng ta có 4,9 nha. Và tại vì cái độ phân giải của cái con EQ nó vô tuôn này nó cao nên nó sử dụng hệ số tới 1.000 lần. Nên delay nó nhân cho 1.000, 4,9 nhân cho 1.000 là bằng 4.900. Đây là KB danh định nha, của động cơ nha, còn nó cũng phải phù hợp với khiển nữa, còn phải coi dòng xả của khiển bao nhiêu nữa.
Thì đây liên quan mô men xoắn thì mình chỉ nói đến động cơ thôi. Nhân định nha. Trời ơi. Vậy là nó có 42A, 4009 là KB ở hệ 72V. Thì ví dụ như mình với cái hệ 84V này như thế nào, tính sao? Thì cũng y chang thôi, lấy 3000W ra chia cho 84. Thì ta sẽ tính được ampe nhân định trên cái hệ 84V nha. Cái này mình nói tới nó lôi hoài rồi, chắc bạn cũng rành quá rồi. 35A nè. Rồi tính ra KB thì cũng y chang vậy thôi. Công thức có sẵn đó. KB bằng Newton mét chia cho A thôi. Thì 207 chia cho 35. Rồi chúng ta sẽ có KB của hệ 84V cho cái bánh 3 kg nhân định 72 này. Ở đây là 5,9. À, tức là khoảng chừng 6.000 nè, 5.900 nha. À, KB của nó là 5.900 này, 84V. Các bạn cũng thấy rồi đó. Muốn tăng moment xoắn thì một là tăng KB, hai là tăng ampe. Đó, và tốt nhất là tăng đều cả hai cho nó phù hợp với khiển, với động cơ là được. Còn peak của động cơ thì các bạn cứ nhân 2,5 lần lên. Nếu các bạn muốn đẩy peak của KB thì cũng vậy thôi, nhân 2,5 lên. Bất kỳ một trong ba tham số này các bạn nhân 2,5 thì những thông số còn lại nó sẽ tăng lên nha. Rồi.